Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là bản tin: Mạc Hồng Quân nói gì về chuyện Likud đã hạ sinh con trai? Mạc Hồng Quân chính thức lên tiếng phản hồi sau khi Likud đã hạ sinh con trai đầu lòng bé bỏng. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Mạc Hồng Quân đã chính thức lên tiếng về chuyện Likud đã hạ sinh con trai đầu lòng. Theo đó, chàng cầu thủ điển trai này cho biết anh muốn chăm sóc cho con, đáp ứng cho bé những điều kiện tốt nhất. Anh đã đề nghị Khánh Ly về việc này. Bản thân anh và bố mẹ đã suy nghĩ đến nhiều phương án. Anh là cầu thủ nay đây mai đó, không dễ chăm sóc cho gia đình, con cái. Nhưng may mắn là anh còn có bố mẹ, và bố mẹ anh sẵn sàng sáng tay chăm sóc con cháu của mình. Trước đó, theo một nguồn tin từ người bạn, Likud đã hạ sinh con trai đầu lòng vào đêm ngày 25 tháng 3 tại bệnh viện ở Hà Nội. Do chưa hồi phục sau khi sinh, nên hot girl Hà Thành vẫn chưa thể chính thức công bố tin vui này tới bạn bè, cũng như đông đảo người hâm mộ. Cậu con trai đầu lòng của Khánh Thi là kết quả của mối tình gây xôn xao dư luận với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Sau chuyện tình cảm đổ vỡ, Khánh Ly đã mất một thời gian suy sụp. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1990 cũng dần lấy lại được tinh thần để chăm sóc cho bản thân và thai nhi. Trong suốt thời gian mang bầu, Khánh Ly thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ của mình trên trang cá nhân. Ba mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho con từ rất sớm. Được biết, Likud đã đặt sẵn tên gọi ở nhà cho con sắp chào đời là Khoai Tây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!